Hi, chào anh em, mình là Lượng, mình là Từ Lũ Anh Chỉ Tạm. Đây là video bán á, tập số 607 mình với một Aga Sáng Thế Hổ ở tương lai dành cho kênh em, một server rất là mới, server số 170. Mình sẽ lại ác ở server 170 cho nên là cái đội hình của nó vẫn đang trong quá trình xây dựng. Đây là cái chắc chắn đúng không? Các server mới thì nó luôn luôn đầu tiên phải cho các bước, đó là đầu tiên là xác định các võ sĩ trong đội hình chính. Sau đó thì bắt đầu là chờ gà rán ra các võ sĩ đó, sau đó thì đưa về. Cuối cùng thì hoàn thiện môn miếc các thứ, sau đó thì tới viện trợ. Đấy là cái bước mà mình nghĩ rằng cơ bản các anh em chơi mới thì cần chú ý. Cái này trong quá trình đang gọi là cái quá trình gọi là xây dựng bước ban đầu. Mình sẽ lại là xem 170 cho nên những cái võ sĩ sau này có thể cho đội hình 2 chơi team gấu. Mình lấy ví dụ như là Iori, ví dụ như là Chít Hoàng đúng không, hoặc đưa viện trợ. Những võ sĩ mình nghĩ rằng sẽ đi cùng với đội hình đó chính là Terry 2k3, đó chính là Mai. Mình nghĩ là sẽ là đi làm mãi mãi cùng với đội hình. Đội hình hiện tại thì mình sẽ lại là theo thiên hướng sáng hổ nhưng mà nó chưa hoàn chỉnh. Tương lai thì các anh em nào mua ác này sẽ phải săn con Instinct Yori để cái chắc chắn, chứ thời nay không ai chơi cái gì Anit nữa rồi đúng không. Anit thứ nhất là chỉ có thể lấy bằng hồn hạt, tốn rất nhiều mảnh vạn năng để lấy được cái, tốn rất nhiều mảnh vạn năng để cho lục bôn mà không đua bốt được, thiệt thòi rất là nhiều. Mình khuyên các anh em nào mua ác này chơi Instinct Yori. Ác thì cũng ở gọi là nghĩa chạm sàn VIP 10 rồi, gần được quay mốc nhỏ tối đa rồi, VIP 9 cực sâu rồi. Các anh em làm một chút kim cương nữa là lên được VIP 10 thôi. Khi đó quay mốc nhau tối đa của AK mình nghĩ rằng rất là ổn cho các anh em nông dân có thể gọi là giới hạn cái nguồn đầu tư vào. Thường thường phải nạp từ khoảng độ 3 đến 4 triệu mới lên được VIP 10, thì các anh em mua AK này chỉ nạp khoảng độ 100 đến 200 nghìn lên được VIP 10 rồi đúng không, chơi rất là ngon này. Đôi hiện tại thì bao gồm Mai, Yori, Terry 2k3, Ula, Chí Thỏa và Zero. Trước lại là AK ở server siêu mới nha, server siêu mới luôn, tức đỉnh ký của Zero luôn rồi. Đây là môn miếu của các võ sĩ. Rồi, server rất mới đúng không? Ok. Về túi đồ của này. Đây là hồn hiệu cuốn sách. Rồi, danh sách võ sĩ mà này đang có. Rồi, còn thiếu khoảng 14 võ sĩ nữa. Về top đấu trường của áo này cũng như là top về mặt uy lực. Uy lực thì nó rơi vào khoảng độ top 1x, còn thực chiến thì cũng thế thôi đúng không. Top đấu trường của áo này nếu như không online thì đánh vào top 2x, còn online thì các anh em cố bon chen vào trong top 1x được. Cái này là hoàn toàn là do yếu tố hên xui thôi đúng không. Toàn bộ thông tin app mình đã check xong, giá chỉ là 500, mình số là 600k, có fix nhẹ một chút cho anh em nào liên hệ sớm. Bạn nào mua thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả của video.